Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách đăng ký 4G Vinaphone, gọi Vinaphone 1 ngày rẻ nhất. Để tìm hiểu về các gọi Vinaphone 1 ngày rẻ nhất, ưu đãi nhất, trước tiên mời các bạn truy cập vào website vinaphonevn.com. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào website. Tại trang chủ của website vinaphonevn.com thì bên mình đã liệt kê rất nhiều gói cước cho các bạn. Đây là gói cước có những chu kỳ là ngày, chu kỳ tuần, chu kỳ tháng và thậm chí là chu kỳ năm, rất rẻ. Gần như tất cả các gói cước của Vinaphone thì đều được chúng mình tập hợp và thể hiện ở tại trang chủ. Các bạn có thể lựa chọn cho mình là một gói cước phù hợp nhất để sử dụng. Bên cạnh đó thì để thuận tiện cho các bạn thì tại mục menu bọn mình cũng liệt kê theo các gói cước về tính năng và ưu đãi nhất định. Ví dụ như là ưu đãi về data, ưu đãi về gói combo vừa nghe vừa gọi, hoặc là các gói về gọi rẻ, gọi giải trí. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đăng ký 4G, các gọi Vinaphone 1 ngày rẻ nhất. Thì các bạn vào giùm mình tại mục là gọi ưu đãi ngay. Tại gọi ưu đãi này, ngày này thì mình đã liệt kê ra rất nhiều các gọi cược của Vinaphone. Mà trong vòng 24 tiếng, 3 ngày hay 1 tuần là chỉ từ 5.000, 10.000 hoặc là 15.000, các bạn là thoải mái vừa nghe vừa gọi, thậm chí là lên mạng tới 2 đến 5 GB. Tất cả những gói cược này thì sẽ thỏa mãn cho bạn nhu cầu là vừa nghe gọi vừa giải trí. Ví dụ như ở đây có những gói 3.000, gói 50.000, thậm chí gói 10.000 có 5 GB, gói 15.000 có 3 GB trong 3 ngày. Để thuận tiện cho các bạn cũng như so sánh các gói cược, xem các gói cược người nào ưu đãi nhất và phù hợp nhất với mình, thì các bạn có thể vào tiêu đề bài viết danh sách các gói cược Vinaphone 1 ngày 1 tuần rẻ nhất hiện nay. Tại bài viết này thì mình đã liệt kê rất nhiều các gói cược có chu kỳ là 1 ngày 1 tuần để các bạn lựa chọn, rất rẻ các bạn ạ. Có những gói cược mà 10.000 có tới 5 GB, có những gói cược là 3.000 và các bạn có thể gọi nội mạng cả ngày. Tất nhiên là về link của website cũng như link của bài viết này mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn sau khi xem video này xong có thể kéo xuống phần mô tả và sau đó các bạn cứ click vào xem xét kỹ các nội dung, các gói mà mình cần phải tìm hiểu, chọn cho mình một gói cược phù hợp nhất để đăng ký và sử dụng. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là cú pháp để đăng ký như thế nào. Thì đây, gần như hầu như tất cả các gói cược của Vinaphone đều có một cú pháp. Các bạn chỉ cần soạn tên gói cược, cách DL, cách số điện thoại của đại lý và gửi 1543. Ok, ví dụ như ở đây mình có gọi D15. Các bạn thấy gọi D15 này phù hợp với mình thì cứ soạn là D15, cách DL, cách số điện thoại đại lý, gửi 1543. Hoặc có một cách rất đơn giản là nếu các bạn đang truy cập vào trang web từ điện thoại thì các bạn chỉ cần nhấn vào đăng ký qua SMS là có thể chuyển trực tiếp qua dạng tin nhắn, để các bạn chỉ cần kích vào gửi đi là có thể đăng ký được. Ok, để các bạn dễ hiểu hơn nữa thì bây giờ mình sẽ thao tác cho các bạn xem. Ví dụ như bây giờ mình đang cần sử dụng data trong vòng 1 ngày mà tài khoản chính của mình có tầm khoảng 10.000, thì sự lựa chọn của mình bây giờ rất phù hợp, đó là gọi D2.
từ điện thoại của mình đấy, mình nhấn ngay vào nút đăng ký qua SMS. Đây, mình sẽ kích vào cho các bạn xem. Ngay lập tức đã chuyển sang dạng tin nhắn cho mình. Các bạn để nguyên cú pháp tin nhắn như vậy, không được sửa, không hề sửa đổi gì. Nhiệm vụ các bạn chỉ là nhận nút gửi đi. Như vậy là tổng đài sẽ ghi nhận cho chúng ta. Rồi, ok, mình sẽ gửi đi. Chúng ta sẽ chờ đợi ít phút để tổng đài phản hồi về kết quả đăng ký. Như vậy là tổng đài đã báo lại cho chúng ta biết là đã đăng ký thành công gói D2. Rất đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần kích vào nút đăng ký qua SMS, chuyển sang mục tin nhắn, và như vậy là đã tự động gửi đi cho chúng ta. Các bạn nhớ là chỉ cần nhấn nút gửi đi, không hề sửa nội dung tin nhắn gì hết. Ngoài các gói mà các bạn thấy ở bài viết này, thì các bạn có thể lựa chọn cho mình rất nhiều gói cực khác. Có thể các bạn có nhu cầu dùng trong một tháng, hoặc là nhu cầu nhiều hơn về nghe gọi. Có những gói cực data lên tới 120GB hoặc là 200GB. Thì các bạn cứ bình tĩnh và lựa chọn cho mình một gói phù hợp nhất tùy vào tài chính và nhu cầu của mình. Link của bài website, link của bài viết thì mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn sau khi lựa chọn hoặc là chưa lựa chọn được thì cứ trực tiếp vào link ở phần mô tả để vào website để lựa chọn cho mình gói phù hợp hơn. Ngoài ra mình cũng hướng dẫn cho các bạn thêm là trong trường hợp bạn chưa lựa chọn cho mình được gói phù hợp thì các bạn có thể click vào mục lưu ý, nếu thông tin gói cược trên chưa phù hợp thì bạn click vào đây để tham khảo các gói cược 3-4G siêu đại khác của Vinaphone, thì sẽ chuyển sang là fanpage của website mình. Tại đây mình cũng đã cung cấp một số gói cược sim có thể dùng data lên mạng cả năm, không giới hạn dung lượng. Các bạn có thể sử dụng sim này và xem phim, xem bóng đá và chơi game là vô tư. Như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn cách đăng ký gói 4G Vinaphone và demo cho các bạn xem đăng ký gói D2, một gói rất ưu đãi trên một ngày. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy like, share và cùng chia sẻ cho bạn bè để ủng hộ mình, cũng như bạn bè để được biết và họ đăng ký các gói cược ưu đãi của Vinaphone. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.